Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn, tất cả quý vị đang theo dõi báo một buổi tối hôm nay. Xin chào các bạn. Chào các bạn, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng quá Việt Nam nhạc cụ phẩm của Mỹ và lời dòng cổ của Long Thảo. Và xin trân trọng mời quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho không khí thật rộn ràng quý vị ơi. Sẽ được
thật nhiều hạnh phúc với tình thương của tất cả quý bà con ở khắp nơi. Mở trong vòng tay và gửi các yêu thương đến những cái nóng tình thương. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì Châu Thanh sẽ gửi tiếp đến quý vị với một bài hát rất nổi tiếng, nhạc của Lâm Phương và lời dụng hộ thì của vợ tôi. Dạ, vợ tôi là ai? Dạ, vợ tôi là tên là Ngọc Quyền. Xin trân trọng gửi đến quý vị.
thì đã dành cho Châu Thanh